Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống và vẫn còn đang đổ lỗi cho hoàn cảnh thì hãy xem hết clip này. Cảnh báo trước, clip này sẽ khá là dài và thông điệp mình muốn gửi đi không chỉ giới hạn cho người chơi cầu lông. Và đây cũng là cái lời tự nhắc cho chính bản thân mình rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ được phép đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và người mà mình muốn nói đến ở đây chính là anh chàng nhỏ nhắn áo màu đỏ này. Một nhân vật vô cùng đặc biệt và gây ấn tượng mạnh nhất với mình trong buổi giao lưu tối ngày hôm qua tại sân Phú Xuyên. Anh này có thân hình nhỏ nhắn và một cái tay trái hơi thiệt thòi so với người bình thường. Nhưng điều ấy thì cũng không thể nào mà cản được anh ấy. Đây anh em cùng nhìn kỹ nhá. Bất lợi đến ngay từ quả phát cầu. Tay trái luôn phải khép nách khiến cho việc phát cầu và giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Nhưng không vì thế mà tốc độ của anh ấy bị giảm đi, ngược lại còn nhanh như sóc. Chạy chỗ phán đoán tình huống rất thông minh và xử lý thì cực kỳ là bình tĩnh. Còn về đập cầu thì sao? Bạn nghĩ rằng nhỏ này thì sẽ không có lực đúng không? Vậy thì bạn đã nhầm. Mời anh em cùng xem thêm pha cầu này và cảm nhận nhé. Đoạn này mình nghĩ là sẽ lột tả là phần nào tinh túy của anh. Anh em cùng cho cảm nhận xuống dưới nhé. Ui, nhảy tốt thế nhỉ? Tuyệt vời, hay quá. Chiếm lĩnh và kiểm soát toàn bộ trận đấu và đây là pha cầu kết thúc. Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh và chóng vánh. Ui giời, hay quá nhỉ? Mình đã phải chạy đến ngay để xin phỏng vấn và tìm hiểu thêm về anh ngay sau khi kết thúc trận đấu này. Chào anh nhá, không biết là anh tên gì nhỉ? Em tên Tới ở Hà Nam. Thế anh cùng tên em rồi. Thế à? Anh Hà Nam, đoàn Hà Nam à? Vâng. Cả hai anh là cùng Hà Nam đúng không? Vâng. Hai anh em chuẩn bị đánh giải thì cặp với nhau cho nó. Bọn anh chắc là đánh giải nhiều rồi nhỉ? Cũng thi thoảng ạ, giải tình thì ít tổ chức. Nhưng mà em ở ngoài xem anh ấy đặc biệt rất trận. Đấy, em hay thật. Nhưng mà em hỏi một cái hơi tí dụ tí như tay anh là có vấn đề đúng không? Em là huấn luyện viên khuyết tật. Vâng. Đoàn ở ấy à? Đoàn ở Việt Nam à? Tức là có đại diện cho Việt Nam rồi chứ anh nhỉ? Đi thi đấu Paragame à? Vâng, Paragame. Đỉnh thật sự luôn. Nói chung là sau buổi hôm nay thì em thấy là thôi mình không lý do phải đổ lỗi. Thật sự luôn. Biết là mình yếu rồi nhưng mà vì hôm nay thì ấn tượng thật. Quá ấn tượng luôn đấy, bởi vì là vâng, quá hay mà tốc độ mà lực vẫn rất khỏe, đập vẫn căng đét luôn. Công một Việt Nam này quá nhanh luôn. Không ngờ anh ấy khéo thật, người vẫn mà người vẫn khô không có mồ hôi mấy. Nhìn bên đánh rất bình tĩnh. Chết thật. Rồi tuyệt vời quá. Và sau cái video này thì cái thông điệp mà mình muốn gửi đến tất cả mọi người đó là cái sự kiên trì và nỗ lực vượt lên trên nghịch cảnh thì đấy chính là cái điều quý giá nhất của cuộc sống này. Dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta ngừng cố gắng. Vậy nên hãy luôn giữ một cái tinh thần lạc quan, hãy cứ khát khao, hãy cứ ước mơ, giữ vững niềm tin và chiến đấu theo đuổi đến cùng với ước mơ của mình. Nhất định chúng ta sẽ có thành công. Cảm ơn đã theo dõi hết video này và hãy chia sẻ nó nếu bạn nhận được điều gì đó hữu ích nhé.